Chúng tôi sẽ di chuyển bằng thuyền, nhưng lẽ nào lại là cái thuyền nhỏ này sao? Hai bên có hai chiếc thuyền nhỏ chèo qua lại theo hai hàng. Đây là thuyền truyền thống của Việt Nam, tên nó là thuyền Nan. Con thuyền lướt trên con sông trơn trượt qua các cánh rừng rậm rạp độc đáo của Việt Nam. Dù cho có người ngồi thì thuyền Nan vẫn lướt đi trên mặt nước. Nó có vẻ nguy hiểm trong mắt người nước ngoài, nhưng với những người chèo thuyền lành nghề thì thuyền Nan lại đưa du khách đến các làng đảo một cách nhanh chóng và an toàn. Lòng sông Mekong rộng như một bãi biển, còn đảo Kỳ Lân được ví như một hòn đảo nhỏ bảo tồn thiên nhiên. Có rất nhiều du khách đang ở đây. Ngoài ra, hòn đảo còn có thể đáp ứng nhu cầu cuộc sống. Vì vậy, đây là nơi tuyệt vời để người dân nơi đây sống và làm việc. Người Việt Nam gọi những chuyến đi bằng thuyền Nan là các chuyến phà. Những chiếc thuyền nhỏ đưa bạn đến với đảo Kỳ Lân hay đảo Dừa. Con thuyền ấy khiến bạn nhớ đến những con tàu lớn, nhưng ở Việt Nam, chúng có nghĩa là tàu du lịch. Vì vậy, đó là lý do họ gọi chiếc thuyền nhỏ đó là phà. Có một chút bất tiện với tôi khi ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ và không được hoạt động. Nhưng mà nếu nhìn vào phong cảnh ở hai bên đường, thì cảm giác ấy sẽ nhanh chóng mất đi. Họ nói rằng những cây có màu xanh lá giống như cây cọ sẽ đem đến cảm giác mát mẻ. Trên con thuyền nhỏ ấy, chúng tôi đã chào hỏi những người lần đầu tiên gặp gỡ. Cuộc hành trình kỳ lạ dọc theo bờ sông vẫn đang diễn ra. Kết thúc cuộc hành trình là vị ngọt đang chờ trên hòn đảo Kỳ Lân. Để xem được trang trại trái cây trên đảo Kỳ Lân thì bạn cần phải đi cầu thang để đến đó. Cuối cùng cũng đến nơi để trải nghiệm những màn trình diễn dân gian cùng với hoa quả. Bạn sẽ nhìn thấy được hầu hết các loại trái cây của Việt Nam ở đây, ở chính trên dòng sông Mekong. Nó đã được trồng ngay trên đảo Kỳ Lân. Một loạt các loại trái cây nhiệt đới được giới thiệu. Thanh long và xoài, còn có cả dưa, bưởi, thêm cả các loại quả khác nữa. Các loại hoa quả nhiệt đới mà chúng tôi biết đều có hết ở đây. Các loại trái cây được bán trong tất cả các mùa, qua bàn tay của người nông dân siêng năng. Các loại trái cây thu hoạch ở đây đều được bán trên khắp Việt Nam. Ngoài ra, ở đảo này còn sản xuất cả mật ong. Ở đây bạn có thể nếm thử hoặc mua tất cả các loại trà và trái cây khô. Chúng có hương thơm thanh mát và hương vị ngọt ngào của trái cây nhiệt đới. Có vẻ đây là màn trình diễn của những người phụ nữ có giọng hát cao vút. Những người phụ nữ mặc áo dài và hát những bài hát dân ca Việt Nam không phải là rất bình thường sao? Loại nhạc cụ dây gồm có 4 dây là đàn tiba. Và có cả đàn nhị là nhạc cụ nằm trên đầu gối. Trông giống như đàn guitar là đàn kim và sáo trúc được làm từ tre. Và còn có thêm một loại nhạc cụ nữa, đó là đàn bầu. Tất cả những loại nhạc cụ ấy đều là nhạc cụ tiêu biểu của Việt Nam. Đây không phải là một buổi biểu diễn, mà là một chương trình nhỏ, nên đây không phải là tất cả, nhưng bạn cũng có thể nghe một số loại nhạc cụ. Có rất nhiều khách du lịch có thể nghe arirang từ đầu đến cuối. Chà, dù không biết ý nghĩa của bài hát, nhưng các nhạc cụ truyền thống không phải là mang lại niềm vui hay sao? Ở thời điểm đó, mọi người cùng nhau vỗ tay. Vì về phía nam, cách thành phố Hồ Chí Minh 125 cây số là Vũng Tàu, một khu bên bờ biển với 3 mét được bao quanh là biển. Vũng Tàu là nơi yêu thích của các quan chức thời thuộc Pháp. Và trong chiến tranh với Việt Nam, trụ sở giải trí của Hàn Quốc và Mỹ đã được thành lập ở đây. Một bức tượng Chúa Giêsu lớn đã được xây vào năm 1974 tại Vũng Tàu. Khi đến trước bức tượng Chúa Giêsu, sau khi chúng ta cởi cặp và giày, thì sẽ được đi vào bên trong. Khi bạn tới cầu thang đến vùng vai của tượng, thì bạn có thể được tận hưởng toàn cảnh bãi biển Vũng Tàu.
Nếu bạn không đi vào bên trong, thì bạn có thể ở bên ngoài và xem xung quanh bức tượng. Mặc dù không có những bức tranh của Da Vinci, nhưng bạn có thể thưởng thức bức tranh Pieta tuyệt vời tại nơi đây.